Kính thưa toàn bộ toàn thể quý vị quan khách kính mến, đây là cái loại máy NFA-D6 Yamaha, là một cái loại máy chuyên dùng cho cái 6 ngựa. 6 ngựa hả? 2.600 được cua. 2.600 được cua. Đường quay là 2.600 gì? Sản phẩm này hiện nay rất được nhiều người ưa thích quý vị. Bà con nông dân rất là ưa thích. Để dùng bơm nước cũng được, mà chạy xuồng, chạy ghe cũng được, hoặc là kéo đồ cũng được quý vị. Đây như là máy xay bột, máy xay cám, hoặc là máy nghiền thức ăn cũng được quý vị. Để dùng mà không có điện á, chúng ta có thể làm này được. Cái máy này về đó là ba dạng: bơm nước, chạy xuồng, nhưng mà đặc biệt là máy đó, chạy oxy cá đó. Oxy cho cá. Ghế chỗ nào mà nó hư? Ghế chỗ nào mà hư? Máy chạy quá em, đếm từng chồng luôn. Cái sơn zin nó còn luôn. Ốc tán là 7 nào hết. Sau đây mình cũng xin mời quý vị á, chúng ta cùng tham quan một vòng quý vị em. Phải chứ. Dầu mới tinh trong đây luôn. Chú xanh còn nước là nước máy hả? Nước máy giải nhiệt á. Cái bô này nó phóc phóc cái loại về xài bắt kim nữa vậy đó. Nó phóc phóc cái tối dưới. Mình lên ga xíu ra là nó hết là sợ máy là nó vậy đó. Quá nhẫn, quá nhẫn. Mấy em này là mình chỉ sửa lại chứ có đưa gì đâu chưa? Này là chỉ mình chỉ máy cái đĩa mới về là mình chỉ test, cho gửi gái cho nổ thôi. Máy cái đĩa mình đem về mình test lại ha. Test như là cho chạy. Mình bảo nhập về nó lâu quá không cho không chạy. Quá, cái này em này. Mà làm công việc thì ngồi rất là ngon. Những công việc nêu trên là nói quý vị, chẳng như chạy xuồng bơm nước là chạy oxy cá, các loại luôn, rất là ngon. Hàng này hàng zin đúng quý vị, nó cái địa nhưng mà nó còn chưa có hề hở gì hết, còn 80-90% sơn zin còn đầy đủ hết. Bô mình nhật mà nó xài cái bô nữa mà chưa xét. Zin luôn. Hiếm lắm. Để mà gặp mấy con này thì nó ít lắm. Nè, thứ nó luôn nè chú.
Ừ, đó hả? À, này này 6, đó 9. À. Mấy con đó mấy máy thứ dòng máy trong nhân ma. Ừ. Máy tinh luôn. Là kéo dàn sới rồi hả? À, chạy sới. Này về đó. Ồ, đi chín. Sới sới gãy á. Ừ. Vậy sới gãy là hết ý rồi. Quá trời đã luôn. Bánh còn gai luôn. Máy tinh. Máy tinh luôn. Là như bển người ta nhiều quá cho nên ta ít có xài, ta mua về ta để đó thôi. Nước người ta hiện đại quá. Nước người ta xài hỗ trợ cho dân mình đó là bao nhiêu thời kỳ là thời gian. Thời gian là bỏ. Đồ chi xuống. Đây đâu đây. Tan nát. Này có dòng mấy con ta nữa đấy. Tính, máy tinh luôn. Nó có đèn giống như chiếc máy cài nhìn là đẹp ha. Chiếc máy cài mini. Chọn đây thôi. Hết hồn cái dàn máy rồi, bây giờ quá trời các loại máy luôn. Trong nhà thì kính thương các loại máy luôn. Ừ. Sơ lược cho mình xem ha. Nếu như vậy xem dòng đi. À, có gì mà yêu yêu mến các loại máy ở đây thì quý vị hãy tìm đến tiệm điện máy Hoàng Dân quý vị. Có một thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10. Đây là sơ lược cho quý vị xem nè, còn nhiều lắm, máy dữ lắm. Rồi một lát nữa thì mình sẽ từ từ giới thiệu cho quý vị xem những clip tới hay quý vị ha của cái cơ sở ở đây nơi đây tiệm điện máy Hoàng Dân. Ngoài những cái máy dầu, máy Kubota, máy D6 kia nọ đồ thì còn nhiều cái loại máy xe nữa quý vị, để dành cho những cái nông dân mình mà gắn mấy cái vỏ lãi á, là nhiều loại máy lắm quý vị. Đây là chạy vỏ có sẵn đuôi tôm luôn, làm sẵn luôn quý vị. Mấy cái này nó là máy nhỏ, là mấy đồ mấy bộ máy lớn. Ừ. Lớn để trước quá dữ luôn, còn nhiều bộ máy lớn lắm quý vị, để phía trước đó quý vị. Đó, mình thấy là nó cái loại đó còn nhiều bộ máy lớn lắm. Nhưng mà hiện nay thì cái mặt chủ yếu còn chưa lưu quá, chưa có sửa sang lại. Chừng nó lại quay cái clip cho bà con coi. Mấy cái máy xe này còn mới chát không kìa. Quá dữ dòng máy luôn. Đây là anh thợ máy chuyên môn là máy đem về ảnh kiểm tra lại quý vị. Kiểm tra lại bét dầu, bét bung rồi thế nào. Đúng rồi. Ồ, quá trời các bác vô gì ơi. Ở đây còn có bán bình xịt thuốc nữa quý vị. Bình xịt thuốc, bình phun lúa. Các cỏ, máy cắt cỏ, máy cưa. Nói chung là kính thưa các loại luôn quý vị. Đủ loại hết, quý vị muốn mua gì thì hãy liên hệ với chúng tôi, có để cái số điện thoại ở phía dưới bình luận quý vị ha. Rồi cái clip mình tới đây cũng xin kết thúc tại đây. Phần tiếp theo xin quý vị hãy cho một like đăng ký, một chia sẻ cho tiền điện máy nổ Hoàng Dân quý vị ha. Rồi xin chào tất cả quý vị, chúc quý vị một ngày mới hạnh phúc, vui vẻ và làm ăn phát tài. Xin cảm ơn rất nhiều. Đây là hình thumbnail nha.